Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục những thức học và ứng dụng vào đời sống. Hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ và truyền tải đến các bạn những chủ đề mới trong cái bộ môn chương thức học. Và cái kênh phân tích chia tay của mình là một cái kênh nó hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Thời gian vừa qua cũng có một số bạn là có comment trên cái kênh YouTube của mình á, thì có nhắn tin rằng là mình nhận tiền và khi mà nhắn số Zalo thì đổi tiền như vậy thì rất là buồn. Thì mình có chia sẻ cũng rất là nhiều cái video mình trước đây rồi, tại vì các bạn không để ý thôi. Thứ nhất là mình không có cái số Zalo ở cái trên kênh YouTube này. Mình chỉ có một cái kênh thông tin duy nhất mà các bạn có thể gửi cho mình, đó chính là cái trang fanpage. Mà các bạn chỉ click vào cái phần mô tả, các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ của trang fanpage ngay. Hoặc là ở dưới cái màn hình ngay chỗ cái khúc này, các bạn sẽ thấy cái chữ Chu Du và cái chữ Facebook đó. Các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy ngay. Chắc có lẽ là tại vì các bạn quá vô tâm mà không để ý, hoặc là không có một cái sự chú ý nó kỹ, cho nên dẫn đến một cái sự hiểu lầm nào đó. Cho nên hôm nay mình nhân dịp cái video này, mình xin nhắc lại những cái thông tin như vậy để các bạn tránh bị những cái người khác lợi dụng. Bởi vì chắc có lẽ là các bạn có quá nhiều kênh phân tích đi, cho nên các bạn xem một lúc quá nhiều kênh mà không phân biệt được kênh nào là kênh nào. Cho nên mình khuyên các bạn rằng hãy thận trọng khi mà có người khác yêu cầu chuyển tiền hay gì đó thì các bạn lưu ý nha. Và quay trở lại với cái tương tai hôm nay, mình cũng sẽ phân tích và chia sẻ với tương tai này của một người phụ nữ mà mình tin rằng đây là một cái video sẽ giúp cho chị này sẽ vượt qua được những cái nghịch cảnh. Và cái tương lai này có cái dấu hiệu gì đặc biệt, mình mời các bạn xem ở những video này. Trước tiên chúng ta thấy đây là một người phụ nữ, họ có một cái ý chí rất mạnh mẽ. Tại vì sao mà mình nói như vậy? Các bạn hãy thấy cái ngón cái của chị này rất to. Đây là tướng tay của một người làm chủ. Những người này thường chắc chắn là họ sẽ làm chủ, cho dù họ đi làm công hoặc là làm bất kỳ cái lĩnh vực nào cho người khác đi nữa, thì họ cũng rất khó phục tùng đối với một người ở cấp trên mình. Bởi vì họ có cái số mạng là làm chủ, tức là cầm binh dẫn tướng. Họ không thể nào chịu khuất phục dưới trướng của một người, trừ khi một người đó thực sự giỏi và một người đó xứng tầm với những người này, thì họ mới nhất định chịu phục tùng và phục vụ dưới trướng của người đó. Còn nếu không, đây là một tướng tay của một người có ý chí rất mạnh mẽ. Và một cái yếu tố nữa để cho chúng ta thấy được rằng là cái ngón trỏ của chị này rất to. Các bạn thấy cái ngón, các cái ngón tay của người phụ nữ này chúng ta thấy nó rất ngắn. Những người mà có ngón tay ngắn thì họ thiên về cái hành động hơn là suy nghĩ. Tức là họ là một người cũng tương đối là nóng tính đó. Chúng ta thấy về cái gò quả tinh dương thứ nhất này, chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Đây là người phụ nữ mà mình dám chắc một điều rằng trong con người của chị nhiều khi rất khó giữ được cái sự bình tĩnh. Cái sự nóng nảy đó chính là cái khuyết điểm lớn nhất của những người phụ nữ này. Mà các bạn hãy lưu ý, những người mà nóng tính á, thì họ là một người rất nhiệt quyết, rất có tâm. Và đôi lúc ở trong cuộc sống chúng ta cứ nghĩ rằng là họ là một người gì đó nó hơi thẳng thừng, hơi thô bạo. Nhưng mà thực sự mà nói, những người này là họ, cái tính tình của họ cũng rất là trong sáng chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì cái tính của họ là vậy đó, họ làm cái gì cũng muốn là nó cho nó gọn gàng, sạch sẽ, nhanh chóng, không có phiền hà, không có để lâu dài. Đây là cũng là một đặc tính rất tốt. Tuy nhiên chúng ta thấy các cái ngón của chị này á, rõ ràng cái ngón giữa, cái ngón giữa nó bị cái ngón trỏ và cái ngón út nó có cái phần bị lép vế so với hai cái ngón này. Nó cho chúng ta biết được một cái điều rằng là nhiều khi trong cuộc sống của chị này bị rất nhiều áp lực từ bên gia đình, vợ chồng con, và từ chính cái công việc sự nghiệp của mình. Cho nên
mình ở chính giữa bị chèn ép, nhiều khi không biết than phận với ai mà tự mình nhiều khi khóc thầm trong đêm. Đây là một điều gì đó mình cũng rất là chia sẻ đối với chị. Tuy nhiên những cái điều đó nó cũng là một cái sự thử thách, mà nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân khác nữa, là nhiều khi trong cuộc sống của mình nó có quá nhiều cái tham vọng đi. Quá nhiều tham vọng mà mình thì chưa đủ cái bản lĩnh, chưa đủ cái khả năng để mà theo đuổi một cách cầu toàn, một cách toàn diện những cái mong muốn đó. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ nó đã quá khó khăn, nó quá là khổ cực rồi. Nhưng mà cùng một lúc, đối với những người này như đó thì có thể nói là cái sự vất vả của họ càng tăm lên gấp đôi so với những người khác. Cho nên nhìn vào thương tài này mình cũng rất chia sẻ đối với chị. Và chúng ta thấy rằng một cái dấu hiệu đây nữa cũng liên quan tới cái vấn đề thất thoát tiền bạc trong cái việc hợp tác làm ăn. Đây là một điều cần phải lưu ý, cần phải lưu ý, mà ở rất nhiều video mình cũng đã chia sẻ rồi. Và tiếp theo chúng ta thấy về cái tướng diện của bàn tay, về cái sắc diện, chúng ta thấy nếu như mà tướng tay này của chị mới chụp cho mình thì rõ ràng cái sắc diện nó rất tốt. Nó cũng cho thấy cái thời vận của mình cũng từ từ nó tương đối ổn định tí xíu. Tuy nhiên cái con đường công danh sự nghiệp của mình nó hơi có một chút trục trặc, cho nên cần phải thận trọng ở chỗ này. Và nếu như mà chúng ta xét về cái tính cách nữa thì rõ ràng đây là một người thật sự là rất thông minh. Bởi vì chúng ta thấy cái đường trí đạo của chị này nó xuất phát điểm cũng khá cao. Nó hầu như là nó xuất cùng một cái điểm chung với cái đường sinh đạo. Và cái đồ công, cái đồ uốn lượng của nó cũng không phải là một cái đường trí đạo nó quá công, và nó cũng không phải là quá thẳng. Cho thấy đây là một người có cái tư duy suy nghĩ logic rất tốt. Người này rất thông minh. Và họ có một cái ý chí, hay nói một cách khác là họ có một cái lý tính hơn hơn là cái việc tình cảm. Người này rất khó để họ mà bị bi lụy vào cái chuyện tình cảm, bởi vì cái ý chí của họ mạnh hơn so với những cái người khác. Và chúng ta thấy nữa cái một điều, đó là cái đường tâm đạo của chị nó xuất phát hầu như là lọt vào giữa cái khe của ngón trỏ và ngón giữa. Đây là một trong những dấu hiệu tốt nè. Thường thì chúng ta xuất phát nó hướng lên gò mộc tinh hoặc lên cao của cái gò thổ, nhưng mà những người mà xuất phát có cái điểm cuối nó đi rơi vào cái điểm rơi của cái khu vực này, đây là dấu hiệu rất tốt, cho thấy đây là một người họ có cái tính tình là tương đối tốt. Nếu mà nói thẳng thắn hơn, đây là một người có tính cầu toàn. Về cái tư cách của họ là một người rất là hoàn mỹ. Họ từ từ họ biết khắc phục những cái khuyết điểm của mình để đi đến cái sự hoàn thiện hơn. Mà cái sự nóng tính này mình đã phân tích lúc đầu, thì rõ ràng ở những cái thời điểm trước đây, chị là một người phải nói rất nóng tính. Nhưng mà từ từ trở dần từ những năm 40 trở đi thì rõ ràng nó cũng là một cái điều gì đó, nó có một sự khắc phục. Nói theo đạo Phật thì đây là một trong những người mà họ biết cách sám hối, họ biết nhận ra cái khuyết điểm và bằng lòng chịu một cái sự tổn thức ở trong quá khứ, và từ từ họ muốn sửa đổi cái tâm tính của mình hơn. Cho nên những người biết lỗi mà sửa lỗi và khắc phục thì có thể nói đây là một người họ có trí tuệ, rất thông minh. Rất thông minh, cái đường trí đạo nhìn vào chúng ta sẽ biết ngay. Và nếu nói về cái con đường công danh sự nghiệp của chị, chúng ta thấy chị là một người có thể nói lên hai cái đường vận mệnh. Đây, cái đường định mệnh thứ nhất, chúng ta thấy chị là một người ra đời rất sớm nha các bạn. Ra đời rất sớm, là một người từ thuở nhỏ đã biết kiếm tiền rồi. Nhưng mà ở đâu đó ở độ tuổi 20 thì bắt đầu chị có một cái hướng mới. Mà chúng ta nhìn vào cái đường định mệnh thứ hai này, chúng ta thấy được đây là một người cũng rất có tài năng. Rất có tài năng. Họ có thể tận dụng tối đa cái cơ hội, cái tiềm năng trong bản thân của mình và cái thời cơ xung quanh để mà họ khởi vận cho mình một cách tốt hơn. Đây là một người rất dễ để đi đến cái sự thành công so với những người khác. Chúng ta thấy ở trên gờ mộc tinh của chị này có những cái đường hy vọng. Cái đường này là nó thể hiện cái sự phấn đấu, nỗ lực của mình. Người phụ nữ mà có những cái tướng tài này thì
rất gian truân trắc trở, bởi vì họ là một người có cái chí nguyện lớn mà đáng lý ra những điều này chỉ dành cho những người nam giới thôi. Người phụ nữ thì họ là một cái điều gì đó tốt nhất theo mình thôi. Thì ở một cái tầng bậc nó thấp hơn thì nó vẫn nhẹ nhàng hơn. Còn cái tham vọng nhiều quá nó cũng không tốt. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta bắt buộc mình phải như vậy. Khi mình không còn cái sự lựa chọn nào khác, bởi vì cái vận mệnh của mình nó là như vậy. Và chúng ta thấy bạn tay của chị cũng là một người mà có thể nói là có cái khả năng kinh doanh. Có khả năng kinh doanh được, bởi vì chúng ta thấy cái đường thủy tinh đấy nè. Đây. Tuy nhiên ở cái khu vực này chúng ta thấy là chị làm có một cái sự được từ đường trên đạo của mình nó hướng ra thọ gò thủy tinh như vậy đó. Từ ở những độ tuổi 30 thì rõ ràng là chị cũng khởi nghiệp sớm và cũng là một người mà có một cái sự trắc trở từ cái sự khởi nghiệp đó, gặp cái sự trục trặc và có thể nói là dẫn đến cái sự thất bại. Và đối với người phụ nữ mà chúng ta thấy, ở đây mình sẽ chia sẻ thêm về cái bàn tay trái của chị một tí xíu. Rõ ràng nhìn cái bàn tay trái chúng ta sẽ hình dung được rõ hơn cái cuộc đời vận mệnh của chị nó gian truân trắc trở như thế nào. Ta thấy ở những cái khu vực này của chị nó có khá nhiều là đường từ bên trong gò kim tinh nó cắt ra. Đây, đây là một trong những cái đường nó rất xấu. Nó rất xấu. Ở những năm mà từ 30 có thể nói 35 luôn trở về trước là những cái giai đoạn mà rất là gian truân đối với chị. Và thậm chí chị là cũng là một người trải qua nhiều cái mối tình nó gian dở và dẫn đến một cái sự thất bại, sự chia cách ở trong cái chuyện tình cảm hôn nhân gia đình của mình. Chúng ta thấy chị là một người cũng rất có tài năng đó. Đây chúng ta thấy những đường kinh doanh, nhưng mà những đường tề khởi vận đó, nhưng mà hầu như nó bị cắt hết. Bị cắt hết. Cứ có cái hướng đi mới là sẽ đột nhiên nó có một cái điều gì đó nó ngăn chặn chị lại, không cho mình có một cái hướng phát triển nó thực sự là nó suôn sẻ, mà giống như là một người đang phải chịu đựng một cái sự thử thách nào đó ở trong cuộc sống. Mà chúng ta thấy về cái bụng mệnh chính của chị, hầu như những cái sự thất bại đó nó còn lại một cái giá trị mà mình ta nghĩ rằng đây chính là cái điều may mắn nhất trong cuộc đời của chị. Bởi vì chúng ta thấy nhìn vào cái tướng tài của chị này, chúng ta thấy đây là một cái dấu hiệu rất rõ ràng, một cái dấu hiệu của con thuyền Bát Nhã. Rất đẹp, rất đẹp. Có những người có cái con thuyền Bát Nhã mà nó hơi mờ hoặc là nó có cái sự cắt phá vân vân. Nhưng mà đối với tướng tài của vị chủ nhân này, chúng ta thấy là cái con thuyền Bát Nhã này nó rất đẹp. Và ở những video trước đây mình cũng đã nói rất nhiều về cái con thuyền Bát Nhã này rồi. Đây là một người có tâm hướng thiện, họ là một người có duyên với Phật Pháp. Có thể là trong một cái kiếp nào đó họ cũng đã từng phát nguyện trước Tam Bảo, hoặc cũng đã từng cúng dường các chư tăng, hoặc là làm những cái điều phúc thiện nào đó. Cho nên họ có một cái nhân duyên. Và đương nhiên những người này sẽ chịu cái sự thử thách rất lớn. Tuy nhiên có một cái điều may đối với chị và đối với chúng ta, đó là gặp được Phật Pháp và nghe được Phật Pháp, đó chính là một cái niềm hạnh phúc và một cái sự may mắn tột cùng. Mình nói cái sự tột cùng ở đây để cho các bạn biết được gặp được Phật Pháp là nó may mắn như thế nào. Nó cũng giống như là một cái câu chuyện mà trước đây Đức Phật đã từng ví rằng là có một cái con rùa ở dưới đáy biển vậy, 100 năm nó mới ngôi lên mặt biển một lần. Mà cái sự trội lên của cái con rùa đó, đó mà nó đúng cái lúc một cái thanh gỗ đi ngang qua mà nó cái đầu của con rùa đó đó nó vừa ngôi lên đúng vào trong cái thanh gỗ đó đó, thì các bạn biết rằng cái thân người chúng ta nó khó được đến như vậy. Mà một khi đã được thân người rồi mà biết được chánh pháp thì đây là một điều vô cùng quý giá. Bởi vì khi mà một con người mà họ biết được cái chánh pháp rồi thì từ từ họ sẽ tu tập, họ sẽ quay vào bên trong mình, hoàn thiện cái bản thân mình hơn. Những người mà biết Phật Pháp thì họ từ từ họ sẽ phát sinh ra cái công đức của mình từ những cái việc tụng kinh tỳ chú hoặc là làm những cái điều phúc thiện
giúp ích cho xã hội thì họ sẽ từ từ phát nguyện cái tâm từ bi của mình nó sẽ rộng lớn hơn và giúp được nhiều người hơn. Và cũng từ đó mà cái công đức và cái trí tuệ của người đó sẽ sáng hơn rất nhiều. Và thực sự mà nói, có rất nhiều người sau khi mà cái cuộc sống của họ khó khăn á, họ đã đi đến đạo Phật rồi, tự nhiên mình thích cống hiến, thích làm những cái điều cho xã hội, thì đột nhiên cái niềm vui đâu đó nó mang đến cho mình rất nhiều. Và cái hình tướng, cái tướng diện của những người này họ cũng có một cái điểm sáng. Nhìn vào chúng ta sẽ thấy được cái diện tướng của họ thay đổi rất khác so với trước đây của mình. Và khi đã làm những điều phúc thiện đó rồi thì đương nhiên cái quy luật nhân quả nó rất công bằng. Chúng ta gieo cái điều tốt thì chắc chắn nó sẽ chờ đợi một cái điều tốt ở phía sau của chúng ta. Và một cái điều nữa mà mình ý mình muốn nói ở đây rằng bàn tay của chị này có một con thuyền Bát Nhã rất đẹp. Và ở đây nếu như mà mình lên nhìn nó không nhầm á, thì nó có cái nốt ruồi ở đây, nốt ruồi ở bên trong con thuyền Bát Nhã. Điều này nó chứng tỏ một điều rằng đây là một người cần phải đã đến lúc quay vào bên trong tu dưỡng, rèn luyện cái bản thân của mình để nhận được một cái ân điển. Cái ân điển, mình sử dụng cái từ ân điển này có thể trước đây mình chưa sử dụng tới, nhưng mà đối với tướng tài của người này mình bắt buộc phải sử dụng cái từ này để cho giúp cho chị có thể nhận ra được cái sứ mệnh của mình là như thế nào, để từ đó mới có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình. Có rất nhiều người mà họ rất thích nhận ân điển, nhưng mà cũng có rất nhiều người họ sợ cái điều này. Người ta thích nhận được ân điển nào đó là cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là họ muốn phát triển cái khả năng tâm linh của mình. Thứ hai là cũng có thể vì một cái lý do nào đó, vì cái mưu cầu, cái lợi ích cá nhân của họ mà họ muốn. Bởi vì khi đã nhận được cái ân điển thì họ làm được rất nhiều điều. Mà nếu như mà điều này mà làm không tốt theo cái chiều hướng xấu thì đó là cái sự lợi ích cá nhân ở phía sau. Còn nếu như mà những người họ sợ nhận cái ân điển thì cũng có thể nói từ nhiều cái góc độ, nhiều cái lý do khác nhau. Thứ nhất là họ sợ cái trách nhiệm, cái trọng trách quá lớn mà mình không thể đảm nhận được. Đây là một người, nếu mà họ suy nghĩ được cái điều này thì mình nghĩ rằng cho dù có như vậy nữa thì chắc chắn trong cái quá trình mà mình rèn luyện, tu dưỡng cái bản thân của mình từ từ thì chắc chắn nó sẽ được tăng trưởng lên, và mình chắc chắn sẽ nhận được cái sự trách nhiệm đó, nó phù hợp, nó xứng đáng với cái tầm cỡ, cái trí tuệ của mình. Còn một cái điều lý do nữa mà họ không dám nhận cái ân điển đó là bởi vì họ có thể là cảm thấy cái cuộc sống của mình nó bị thay đổi. Mình còn cố chấp với những cái cuộc sống hiện tại. Mình cảm thấy nếu mà có một cái sự xa cách cái cuộc sống hiện tại thì nó không tốt. Hoặc là có một cái suy nghĩ nào đó nó chưa thực sự là có đầy đủ những cái trí tuệ ở phía sau, thì họ cũng chưa dám nhận được. Mà những người mà thực sự được trao cái điều đó thì nhất định họ phải có một cái khả năng, cái trí tuệ và cái đạo đức nào đó thì mới được như vậy. Cho nên nếu như mà một người đã quay vào bên trong của mình để nhận những cái điều tốt lành đó thì phải làm cho tốt. Bởi vì nếu mà làm tốt thì những cái điều may mắn và lợi lạc phía sau là rất lớn, tại vì chúng ta chưa thấy và chưa nhận ra. Và đôi khi cuộc sống của mình nó còn dính mắc với những nhiều cái mối quan hệ khác, chẳng hạn như là con cái của mình, người thân của mình. Mình cảm thấy nó không phải là một cái điều hạnh phúc khi mà dấn thân vào một cái con đường nó khác hoàn toàn. Cho nên đây cũng là một trong những cái điều mà mình muốn chia sẻ đối với tướng tài của vị chủ nhân này. Và bên trong của gò kim tinh của chị cũng có những cái vân âm đức, cũng là một cái vân rất tốt. Và nếu mình nói về cái tâm linh tí xíu thì bàn tay này của chị này thì có thể nói cũng trong gia đình cũng có những cái người mà họ có thể mất trẻ và cũng đi theo giúp đỡ, phù hộ cho chị theo một cái hướng tâm linh, giúp cho cái dòng họ, dòng tộc của mình nó phát triển hơn, hưng thịnh hơn ở giai đoạn phía sau, mà không phải ai cũng được như vậy.
Chỉ có những người mà họ được chọn thì họ mới có cái khả năng đó. Và chúng ta thấy ở trên cái khu vực này của chị có những cái đường, nó cũng có đường tài vận chứ không phải là không khó, nhưng mà nó mờ. Ở cái thời điểm hiện nay thì nó chưa thật sự là một cái điều gì đó nó khởi sắc để giúp cho chị có thể khai thông cái sứ mệnh của mình hơn. Bởi vì cái sứ mệnh của chị á, nó là ở nằm cái con thuyền Bát Nhã ngay chỗ này. Và nếu như mà nói về cái bàn tay trái, thì nếu mà ở thời gian phía sau này của chị thì nó cũng có những cái sự thay đổi chứ không phải là không có ở những cái khu vực này. Ở những khu vực này thì từ những năm 50 trở đi, 50 thì nó mới có sự phát triển khởi sắc nó đáng kể hơn. Nhưng mà trước tiên thì mình có những cái lời khuyên như vậy, và với những cái lời phân tích như vậy thì hy vọng rằng chị có thể là một cái người quay vào bên trong của mình để hoàn thiện bản thân của mình hơn, từ đó mới có thể có được trao những cái ân huệ, và từ đó mới phát triển cái khả năng của mình hơn, và cũng có thể là giúp cho nhiều người có được cái sự may mắn hơn từ chính cái sự phúc khí của cái tướng tài này ở phía sau. Và mình xin kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.